Nghỉ lễ 5 ngày, ngoài việc về quê thăm người thân và gia đình, thì du lịch gần hay xa cũng là cách mà người dân lựa chọn. Hôm nay cũng là cao điểm của các doanh nghiệp đưa và đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi du lịch và ngược lại. Dù gặp khó về giá vé máy bay tăng cao, nhưng bằng nhiều cách, dịp nghỉ lễ năm nay được các doanh nghiệp xác định là cơ hội tốt để phát triển đúng theo cam kết từ Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Đoàn du khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quy Nhơn ngay trong sáng nay mở đầu cho chuỗi ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, được doanh nghiệp này xác định là cơ hội để phát triển giữa năm. Hiện tổng số khách tham gia tour lễ đạt gần 5.000 lượt khách, với tỷ lệ lấp đầy chỗ đã đạt đến hơn 92%. Ngay bản thân các công ty du lịch như chúng tôi cũng phải có những sự chuẩn bị về chương trình, cũng phải có những sự chuẩn bị về các cái chương trình khuyến mãi, để làm sao đó là chúng tôi thực sự là mong muốn du khách thay đổi cái thói quen đặt tour cận kề. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là điểm đến thích thú cho du khách từ các địa phương khác bởi ý nghĩa của ngày 30 tháng 4 lịch sử tại thành phố này. Theo các đơn vị lữ hành, năm nay du khách sẽ đến thành phố bằng nhiều phương tiện thay vì máy bay, đặc biệt là xe lửa theo hành trình Bắc Nam. Dự kiến ngay trong tối nay sẽ có một lượng khách lớn đến thành phố Hồ Chí Minh bằng xe lửa. Cùng với sản phẩm tour du lịch trong và ngoài nước, các doanh nghiệp vẫn phục vụ khách hàng có nhu cầu du lịch nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể vào thời điểm này, khách hàng vẫn có thể mua tour ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn, du lịch cộng đồng tại Cần Giờ, khám phá thành phố bằng xe buýt 2 tầng. Tôi cũng có làm việc với một số cái đơn vị. Đầu tiên là liên quan về nhà vệ sinh, liên quan về cái điểm đến, trang trí những cái điểm check-in tại cái ga tàu tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì cũng làm việc với hãng đường sắt để chúng ta có được những cái toa ga chuyên biệt để phục vụ cho khách du lịch. Thưa quý vị, như vậy thời điểm này đang là thời điểm cao điểm cho các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố đón khách phục vụ cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 cũng như kỳ nghỉ hè sắp tới. Bằng việc đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch cũng như là tạo nên những tour tuyến mới và tận dụng tối đa các phương tiện lữ hành, thì nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã cho ra nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, đặc trưng phục vụ cho du khách, nhưng đồng thời vẫn tối đa hóa được lợi ích kinh doanh của mình trong thời điểm hiện nay.